Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đã đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp tình hình bão số 4 trên kênh Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi ngay tới quý vị và các bạn những thông tin hình ảnh mới nhất về cơn bão Noru đang đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta. Bão Noru đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng giật cấp 13. Vị trí tâm bão lúc 4 giờ ngày hôm nay giữa Đà Nẵng, Quảng Nam cường độ cấp 11 đến 13, khoảng 117 km/h giật cấp 13. Trong đó Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Tam Kỳ gió mạnh nhất giật cấp 13, cấp 14. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, khoảng từ 89 đến 117 km/h giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 180 km, tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 50 km, tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Các địa phương Đồng Hới, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng Trị, Quảng Ngãi, An Nhơn và Quy Nhơn, Bình Định, Tuy Nhơn, Phú Yên có gió giật cấp 7, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió giật cấp 9, Trà My, Quảng Nam, An Khê, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Tam Kỳ, Quảng Nam có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, Đắc Tô, Kon Tum có gió giật cấp 6, Pleiku, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 4 giờ ngày hôm nay có nơi trên 220mm như Nam Đông, Thừa Thiên Huế 306,2mm, trạm kiểm lâm sông Bắc Đà Nẵng 221,2mm, đầu mối Hồ Việt An Quảng Nam 381,6mm, Trà Phú Quảng Ngãi 245,4mm. 5 giờ sáng, tại điểm cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm, có một trường hợp phụ nữ trở dạ, các lực lượng đã dùng xe quân sự trở đến bệnh viện. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà thuốc bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện, đã khôi phục lại 89 trạm, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng thông tin tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Kỳ Sơn, mất điện tại 6 huyện. Theo đại diện tỉnh Quảng Trị, có một số nơi gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại về lốc xoáy mà Phó Thủ tướng kiểm tra chiều qua, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300mm, gió giật cấp 7 đến cấp 9. Thiệt hại ban đầu ghi nhận đã có một nhà bị sập, 10 nhà tốc mái, có một người bị thương nhẹ. Cảnh báo một trận mưa cực lớn sắp xuất hiện. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, tổng lượng mưa hết ngày hôm nay khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm. Chúng tôi cảnh báo một đợt mưa lớn đang xuất hiện từ khu vực Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa. Nguyên nhân của đợt mưa này là do giải hội tụ hình thành chính từ bão số 4 kết hợp với đới gió đông và không khí lạnh. Thời gian mưa tại khu vực này kéo dài từ hôm nay đến hết tháng, với tổng lượng mưa chúng tôi dự báo phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, ông Hưởng nói. Dưới tác động của mưa do bão, mưa sau bão, khu vực Trung Trung Bộ và Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Kon Tum và các tỉnh từ Quảng Bình trở ra Thanh Hóa, trong những ngày tới sẽ xuất hiện đợt lũ kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiều tuyến phố ở Tam Kỳ, Quảng Nam ngập sâu, có nơi ngập hơn nửa mét, cây xanh ngã đổ và phương tiện di chuyển khó khăn vì đường ngập sâu, nước chảy xiết. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại khu vực Quảng Trị đến Bình Định đang xuất hiện mưa to, trọng tâm mưa ở Quảng Nam, Kon Tum. Ghi nhận thực tế lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, vùng tâm bão mưa không quá lớn nhưng gió rít giật mạnh, Tam Kỳ, Hội An mất điện suốt đêm. Tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bão số 4 đã gây mưa lớn, gió rít liên tục kèm những va đập của mái tôn bay.
toàn bộ khu vực thành phố đã bị mất điện, cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Mạng điện thoại di động kết nối kém, chập chờn bị ảnh hưởng. Đà Nẵng mưa to kèm gió lớn khiến nước liên tục tràn vào các hành lang hai tòa nhà B1A và B1 chung cư Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Các cư dân ở đây trắng đêm thay nhau tát nước ra ngoài. Chia sẻ của những người trắng đêm canh bão tại Đà Nẵng cho biết, hàng loạt nhà cấp 4, đặc biệt là nhà mái tôn đã chỉ còn khung, toàn bộ mái hiên và dàn cây nhà bị tốc bay kéo theo dây điện đứt. Đứng nhìn qua nhà hàng xóm thấy trống hoác, xót xa quá, bạn Lê Hồng Mai chia sẻ trên Facebook Huy Nguyễn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai. Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4 ở miền Trung, nhà tốc mái, người bị thương. Theo báo cáo, những thiệt hại ban đầu của địa phương được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện. Tại tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 phút ngày hôm qua khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường, trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn. 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế tỉnh. Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7 đến cấp 9, chưa có báo cáo thiệt hại do sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Đà Nẵng hiện có 2 nhà dân bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu và hiện chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Quảng Nam đã có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể. Ở tỉnh Quảng Ngãi, mưa to, gió lớn vẫn đang diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn, gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió giật cấp 11, thành phố Quảng Ngãi có gió giật cấp 6, giật cấp 7. Thiệt hại một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể và gãy đổ một số cây xanh. Tại huyện Lý Sơn mất điện, tại một số huyện từ Bình Định hiện có mưa nhỏ, gió cấp 5 nhưng đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây đổ và có người bị thương. Tỉnh này cũng xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực, ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7, cấp 9. Lúc 5 giờ 30 phút, gió vùng ven biển vẫn còn giật, trời ít mưa, khu vực trung tâm thành phố Huế có gió, chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ cứu nạn. Một số khu vực được cắt điện nhằm đảm bảo an toàn. Mực nước sông Hương đã vượt báo động 1 là 0,55m, sông Bồ dưới báo động 1 là 0,14m. Trong đêm qua, đường dây nóng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 3 cuộc gọi của 2 bệnh nhân nặng ở Phong Điền và một trường hợp ở thành phố Huế gọi đến cần trợ giúp chuyển viện. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các bệnh nhân. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị, đến 5 giờ 30 phút ngày hôm nay, tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện, gió giật từng cơn kéo dài mặc dù lượng mưa không lớn. Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh 257mm, thị xã Quảng Trị 191mm, Tà Rụt, huyện Đắk Rông 184mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức báo động. Một kiến nghị cho học sinh nghỉ học. Ngày hôm nay, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, khoảng 4 giờ sáng nay, tâm bão đã đi vào đất liền, khu vực giữa Quảng Nam và Đà Nẵng đã giảm cấp, còn cấp 11, cấp 12, mạnh nhất là Cù Lao Chàm, ghi nhận là cấp 14. Hiện nay, trên đất liền, đặc biệt là Quảng Nam, đã quan sát được gió cấp 9, giật cấp 12, khi bão đổ bộ vào đất liền. Phạm vi gió giật dần thu hẹp lại đi lên phía Bắc Quảng Nam và xuôi về phía Đà Nẵng, đi lên hướng Kon Tum và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện nay, vùng ven biển Quảng Nam ghi nhận gió mạnh nhất là cấp 9, giật cấp 12. Đến 5 giờ 30 phút, vùng này chỉ còn có gió cấp 6, giật cấp 7. Đến khoảng 12 giờ, Quảng Nam và Đà Nẵng mới giảm gió lớn. Ven biển khi lên Tây Nguyên không còn gió mạnh mà chỉ còn gió giật. Lượng mưa cũng giảm còn 100-150mm. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong hôm nay, đồng thời chưa cho ngư dân ra khỏi đánh cá vì sóng biển còn lớn. Khu vực miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở núi.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu dù bão đã suy yếu nhưng người dân không nên chủ quan vì thực tế đã từng phải trả giá. Nhiều người không tử nạn trong bão mà trong lũ. Ông cũng đồng tình chưa vội cho học sinh đi học. Nhà trường nên kiểm tra lại phòng ốc, cơ sở vật chất. Các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình bão, lũ, không chủ quan lơ là trong lúc trời yên, biển lặng. Các địa phương cần nhanh chóng đi kiểm tra những khu vực xác định có nguy cơ như Đà Nẵng, phải kiểm tra 60 ngư dân quyết ở lại trên tàu đêm qua. Thưa quý vị, vậy là cơn bão Noru đã đi vào đất liền nước ta, hiện đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu về tài sản, nhưng rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người. Sự nguy hiểm trực tiếp từ cơn bão đã đi qua, nhưng hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa, bão để gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.